Cô xin chào các em học sinh yêu quý. Cô xin tự giới thiệu, cô là Đặng Thị Hồng Loan, giáo viên trường tiểu học Dĩ An C, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ngày hôm nay, cô rất vui vì được đồng hành cùng với các em qua môn luyện từ và câu trong tiếng Việt lớp 5, tập 1, tuần 5. Trước khi học bài, cô lưu ý chúng ta một số vấn đề sau. Thứ nhất là các em phải chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập, ngồi học ngay ngắn, không ngồi quá gần màn hình tivi hoặc máy tính. Và các em phải tập trung nghe giảng, chủ động ghi chép bài, thực hiện các nhiệm vụ của bài học. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Để bắt đầu tiết học, cô mời các em cùng hát một bài hát Hòa bình cho bé. Bài hát Hòa bình cho bé, nhạc và lời Uyên Trân. Các em ạ, lời của bài hát cũng chính là thông điệp muốn nhắn gửi đến chúng ta muốn hòa bình, chúng ta muốn sống ở trong cuộc sống tự do và hạnh phúc. Như vậy, để mở rộng được vốn từ về chủ điểm cánh chim hòa bình, cô và các em sẽ cùng đi tìm hiểu bài ngày hôm nay, đó là mở rộng vốn từ hòa bình. Cô mời các em mở sách giáo khoa tiếng Việt lớp 5, tập 1, trang 47. Qua bài học này, các em sẽ biết được mở rộng về hệ thống hóa vốn từ thuộc chủ điểm cánh chim hòa bình. Hơn thế nữa, chúng ta hiểu đúng nghĩa của từ hòa bình và tìm được từ đồng nghĩa với từ hòa bình. Ngoài ra, chúng ta còn viết được một đoạn văn miêu tả về cảnh thanh bình của một miền quê hoặc thành phố. Để đạt được mục tiêu của bài học, cô và các em sẽ đi giải quyết 3 bài tập. Các em ạ, để các em biết được mở rộng được vốn từ về hòa bình thì các em phải hiểu được nghĩa của từ hòa bình. Và để giải được nghĩa của từ hòa bình, cô và các em cùng đi vào bài tập 1. Bài tập 1 của chúng ta như sau. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ hòa bình? A. Trạng thái bình thản. B. Trạng thái không có chiến tranh. C. Trạng thái hiền hòa, yên ả. Ở trong bài tập 1 này, chúng ta có 3 phương án. Nhiệm vụ của các em là phải chọn ra một phương án đúng nhất. Cô chắc hẳn rằng chúng ta đã chọn được phương án cho mình rồi, đúng không nào? Và đáp án của chúng ta là B. Hay chúng ta hiểu hòa bình có nghĩa là trạng thái không có chiến tranh. Như vậy, còn trạng thái bình thản và trạng thái hiền hòa và yên ả thì sao? Cô và các em cùng đi tìm hiểu nhé. Trạng thái bình thản là một trạng thái thư thái, thoải mái. Đây là trạng thái tinh thần của con người. Còn trạng thái hiền hòa và yên ả. Hiền hòa và yên ả, chúng ta có hai từ. Từ thứ nhất là hiền hòa. Ở đây muốn chỉ trạng thái của cảnh vật hay tính nết của con người. Còn yên ả chính là trạng thái của cảnh vật. Các em ạ, cô vừa hướng dẫn chúng ta tìm hiểu nghĩa của các từ ở trong bài tập 1 này, các em lưu ý cho cô. Hòa bình chính là trạng thái không có chiến tranh. Để các em hiểu biết được từ đồng nghĩa với từ hòa bình,
Cô và các em sẽ chuyển qua bài tập số 2. Bài tập số 2 của chúng ta như sau. Từ nào dưới đây đồng nghĩa với từ hòa bình? Bình yên, lặng yên, hiền hòa, thanh bình, bình thản, thái bình, thanh thản, yên tĩnh. Vậy để các em biết được trong 8 từ này, từ nào đồng nghĩa với từ hòa bình, cô và các em đi tìm nghĩa, hiểu nghĩa của từng từ nhé. Từ đầu tiên của chúng ta đó là bình yên. Bình yên có nghĩa là yên lành, không gặp điều gì rủi ro tai họa. Lặng yên là trạng thái yên, không có tiếng động. Hiền hòa là hiền lành và ôn hòa. Thanh bình đó là yên vui trong cảnh hòa bình. Qua nghĩa của 4 từ chúng ta tìm hiểu, chắc hẳn các em đã tìm được từ đồng nghĩa với từ hòa bình rồi, đúng không nào? Và đáp án của cô là bình yên và thanh bình. Tiếp theo chúng ta đi tìm hiểu nghĩa của 4 từ còn lại. Bình thản có nghĩa là phẳng lặng, yên ổn, tâm trạng nhẹ nhàng, thoải mái, không có điều gì áy náy, lo nghĩ. Thái bình là yên ổn, không có chiến tranh, loạn lạc. Thanh thản là tâm trạng nhẹ nhàng, thoải mái, không có gì lo lắng. Còn yên tĩnh là trạng thái không có tiếng ồn, tiếng động, không bị xáo trộn. Như vậy, qua nghĩa của 4 từ còn lại, kèm thấy từ thái bình có nghĩa giống với từ hòa bình đấy. À, như vậy chúng ta tìm được ngay từ đồng nghĩa với từ hòa bình là thái bình. Như vậy qua tìm hiểu nghĩa của 8 từ, chúng ta tìm được các từ đồng nghĩa với từ hòa bình là bình yên, thanh bình, thái bình. Các em ạ, cô yêu cầu các em hãy đặt câu với 3 từ mà các em vừa tìm được đấy. À, với từ bình yên, các em đặt như thế nào nhỉ? À, cô có câu cho các em tham khảo nhé. Cuộc sống ở quê tôi thật bình yên, dễ chịu. Còn với từ thanh bình? À, mỗi người chúng ta đều mong ước có cuộc sống thanh bình, ấm no. Từ cuối cùng đó là thái bình. Cô cũng đặt được câu là ao ước lớn nhất của tôi là mọi người trên thế giới đều sống trong cảnh yên vui, thái bình. Vừa rồi, các em đã được cô hướng dẫn để đặt câu với một từ đồng nghĩa với từ hòa bình. Ở trong bài tập 2, cô lưu ý các em như sau. Các em nắm được cho cô từ đồng nghĩa với từ hòa bình là bình yên, thanh bình, thái bình. Các em ạ, các em đã được tìm hiểu từ đồng nghĩa với từ hòa bình để các em viết được một đoạn văn về cảnh thanh bình của miền quê và của thành phố. Cô và các em sẽ cùng đi qua bài tập số 3. Bài tập số 3 của chúng ta như sau. Viết một đoạn văn từ 5 đến 7 câu miêu tả cảnh thanh bình của một miền quê hoặc thành phố mà em biết. Như vậy, bài yêu cầu chúng ta là viết một đoạn văn. Số lượng câu là từ 5 đến 7 câu. Chủ đề là miêu tả cảnh thanh bình của một miền quê hoặc thành phố mà em biết. Các em ạ, để các em viết được một đoạn văn miêu tả cảnh thanh bình của một miền quê và thành phố, trước tiên cô và các em cùng đi đến với cảnh thanh bình của miền quê nhé. Để viết được đoạn văn, cô sẽ cho các em quan sát những bức hình giới thiệu về cảnh của miền quê. Các em quan sát trên màn hình của cô, đây chính là cánh đồng lúa, cánh đồng ngô, đàn cò đang bay và dòng sông. Tiếp theo là đàn trâu, con đê, cảnh đang thả diều và hoạt động của người dân bên làng quê. Yêu cầu của cô như sau. Các em hãy đặt một câu
tương ứng với mỗi bức hình mà các em quan sát. À, ở bức hình thứ nhất và bức hình thứ hai, cô sẽ đặt được một câu như sau. Quê hương em có cánh đồng lúa, cánh đồng ngô, rộng mênh mông bát ngát. Còn ở bức tranh thứ ba, cô cũng đặt được một câu như sau. À, trên cánh đồng, những cánh cò trắng đang tung cánh dập dờn bay. Còn bức tranh tiếp theo, cô sẽ đặt được là dòng sông uốn lượn như dải lụa đào thướt tha. Ở bức tranh tiếp theo, chúng ta cũng đặt được một câu. Bên bờ sông, những chú trâu đang thung thăng gặm cỏ. Còn ở bức tranh này, chúng ta đặt câu là con đê bao bọc dân làng tôi từ bao đời nay. Tiếp theo, cô cũng đặt được câu là chiều về, đám trẻ chúng tôi thường ra đê thả diều. Và ở bức tranh cuối cùng, cảnh quê hương tôi thật yên bình biết bao. Các em ạ, cô vừa hướng dẫn các em quan sát hình và đặt câu tương ứng với mỗi hình. Cô hy vọng rằng các em sẽ liên kết câu để viết được một đoạn văn hoàn chỉnh. Và sau đây, cô cho các em tham khảo đoạn văn mẫu của cô. Quê hương tôi nằm bên con sông Hồng hiền hòa, sông uốn lượn như dải lụa đào thướt tha, nước sông mang sắc hồng đỏ nàng phù sa. Vào những ngày hè, tôi cùng lũ bạn rủ nhau ra bãi bồi để chăn trâu bắt dế. Bên trên bờ đê, uốn lượn bao bọc dân làng, cỏ hai bên triển đê xanh mướt. Những chú trâu thung thăng ăn đến no nê. Đứng trên đê, phóng tầm mắt xuống dưới, ta bắt gặp cánh đồng lúa, ngô, mênh mông một màu xanh mát. Những chú cò trắng tung tăng dập dờn bay. Vui nhất là chiều về, đám trẻ mục đồng chúng tôi thi nhau thả diều trên đê. Những con diều đủ màu sắc khác nhau, mang theo ước mơ của chúng tôi bay cao, bay đi mãi. Nơi đây, phong cảnh như một bức tranh, mang đủ màu sắc mà nên thơ, ấm áp tình người. Các em ạ, cô vừa hướng dẫn các em viết một đoạn văn miêu tả cảnh thanh bình ở làng quê. Tiếp theo, cô và các em sẽ đến với cảnh thanh bình của thành phố. Ở đoạn để viết được đoạn văn này, cô cũng yêu cầu các em quan sát những bức hình và các em phải đặt câu với mỗi bức hình mà các em quan sát được. Vậy ở bức hình thứ nhất, chúng ta quan sát thấy là có rất nhiều nhà cao tầng. Như vậy chúng ta đặt được câu ngay là thành phố em có rất nhiều ngôi nhà cao tầng san sát nhau. Ở bức tranh thứ hai, đây là một con đường rất rộng lớn, thì chúng ta cũng có thể là đặt câu được là nơi đây con đường rộng thênh thang sạch bóng nối từ nơi này qua nơi khác. Còn ở bức tranh này, cảnh xe cộ đi lại tấp nập, các em cũng có thể miêu tả được là trên đường phố xe cộ đi lại tấp nập. Còn với bức tranh này, chúng ta thấy là có rất nhiều cây xanh, thì chúng ta sẽ miêu tả được là hai bên đường cây cối xanh mát. Với hai bức hình này, cô cũng đặt được một câu đấy các em ạ. Chúng ta sẽ đặt là nơi đây còn có rất nhiều hệ thống cửa siêu thị và cửa hàng để cung cấp thực phẩm cho người dân. Và hai bức hình cuối, cô cũng đặt được một câu là vui nhất là buổi chiều về, lũ trẻ chúng tôi thường ra công viên để giải trí. Như vậy, cô vừa mới hướng dẫn các em viết một đoạn văn miêu tả cảnh thanh bình của thành phố. Bây giờ, cô cũng cho các em tham khảo đoạn văn của cô nhé. Đoạn văn của cô như sau. Nơi tôi đang sống là thành phố Di An, với những ngôi nhà cao tầng san sát nhau sầm uất như ô bàn cờ, những con đường rộng nối nhau từ nơi này qua nơi khác sạch bóng. Hai bên đường, cây cối rợp bóng xanh mát. Những chú chim ríu rít gọi nhau truyền từ cành nọ sang cành kia.
Trên đường, xe cộ đi lại tấp nập, nhưng mọi người luôn chấp hành giao thông đường bộ. Nơi đây còn có nhiều siêu thị, cửa hàng bách hóa, cung cấp đầy đủ thực phẩm cho người dân. Chiều chiều, mọi người cùng nhau ra công viên giải trí sau một ngày làm việc mệt nhọc. Không khí ở đây thật nhộn nhịp và cho ta cảm giác thanh bình, yên ả. Tôi yêu thành phố tôi bởi nó rất bình yên và hiện đại. Các em ạ, cô vừa hướng dẫn các em viết hai đoạn văn miêu tả cảnh thanh bình của miền quê và cảnh thanh bình của thành phố. Cô hy vọng rằng với những gì cô truyền đạt và kiến thức các em đã có, các em sẽ hoàn chỉnh đoạn văn thật hay, thật cảm xúc cho cô nhé. Các em thân mến, cô vừa hướng dẫn các em giải quyết xong 3 bài tập. Qua tiết học này, các em biết rất nhiều các từ ngữ về chủ đề hòa bình. Cô hy vọng rằng với những gì cô cung cấp, các em sẽ dùng từ ngữ đúng với văn cảnh cũng như trong khi đặt câu và viết văn. Ở nhà, các em nên nhớ tìm và bổ sung mở rộng vốn từ về hòa bình, hoàn thiện các bài tập trong sách giáo khoa trang 47, chuẩn bị bài sau từ đồng âm. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau. Cô chào tạm biệt các em.